Ok, hai xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Cà đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu bạn những vũ khí trong Minecraft Database nha mọi người. Thì các bạn đã đọc tiêu đề rồi đúng không? Ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cây cung mạnh nhất trong Minecraft bằng Database. Ok, không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu chế tạo và test cho mọi người xem nha. Ok, cây cung đầu tiên mình muốn giới thiệu bạn đó chính là cung nước. Và mấy cây cung lần này mình không cần phải crafting bằng cái bàn crafting kia nha, tại vì đây là database khác của một tác giả khác. Thì mình crafting trong cái bàn chế tạo thì nó sẽ tiện hơn mọi người ạ, mất công mình phải crafting mấy cái thứ khác đúng không? Và ok, các bạn cần cho mình 3 số nước để mà crafting cây cung nước này nha. Đây, water bowl. Khi cầm cây cung này các bạn hiệu ứng gì không? Để nước nó nhảy ra xung quanh mình khá là đẹp và mình có sức mạnh thể chiều với lại là thở như nước ngoài nè. Không biết là nó có sử dụng được lâu hay không, để mình test thử đây. Sức mạnh thủy chiều thì giúp chúng ta nhìn sáng hơn ở dưới nước này. Ủa không các bạn ơi, hình như mình bơi nó không có tính. Mình đứng ở trên nó mới tính. Đấy, mình không biết tại sao nữa. Rồi, thì cây cung này có sức mạnh gì? Khi các bạn bắn những con mớp ấy thì nó sẽ dìm chết, gọi là dìm chết đuối á mọi người. Đây, mình sẽ bắn nó này, đó, nó dìm xuống và có hiệu ứng nước các bạn thấy không? Chết đuối dưới đó luôn, trời ơi. Kẻ đuối nước bị chết đuối bởi cây cung. Tay này. Kể cả trên bờ thì quăng bị chết đuối bình thường mọi người. Đó. Ui tội nghiệp. Tội nghiệp. Lúc cây có bị không? Đùa thôi. Đây, đây là cây cung đuối nước nha mọi người. Còn có thể gọi là cây cung nước. Tiếp theo là cây cung lửa, có nước thì phải có lửa. Và cây cung lửa các bạn cần cho mình 3 quả cầu lửa và 3 sợi chỉ nha. Quả cầu lửa thì dễ rồi đúng không? Chỉ cần các bạn tới mấy cái khu vực mà có mấy cái cánh cổng Nether sẵn ấy, nó thường là có mấy quả cầu lửa, các bạn có thể nhặt mấy quả cầu lửa hoặc là các bạn có thể trao đổi mấy con Bitlin cũng có quả cầu lửa. Và cái cung lửa này có hiệu ứng gì? Khi các bạn cầm trên tay, đấy sẽ có hiệu ứng lửa và các bạn sẽ có kháng cự 3 và kháng lửa auto 100% không bị cháy bởi dung nham. Ôi một cây cung phải nói là rất là xịn luôn. Wow, hiệu ứng lửa rất là đẹp mọi người ạ. Mình thấy database của anh tác giả này làm khá là hay á mọi người. Nó vừa mạnh mà nó vừa đẹp nữa. Đấy, và nó dễ chế tạo nữa đúng không mọi người? Khác với lại mấy cái data lần trước mình giới thiệu với các bạn. Đấy. Rồi, khi mà các bạn bắn vào con vật thì chắc chắn là nó sẽ bị cháy đúng không? Wow, đó, nó bị cháy nè. Ê mày khôn với mày. Rồi, chết veo con bò luôn. Không phải là chết veo con heo mà là chết veo. Oh no, Lucky. À có thịt này, Lucky có thịt này. Các bạn để ý nha. Khi mình cầm cái cung mà mình dương. Ui. Mình cầm cái cung mà mình đứng gần con bò mà mình dương qua nó cũng có bị cháy nó mọi người. Đó, các bạn nhìn này. Không cần mình bắn nha. Bắn nó sẽ gây thêm sát thương, các bạn nhìn này nha. Mình dương cung này. Đó. Trời ơi, đã dương cung thôi mà nó còn cháy thôi chứ. Ơi, cung gì mà mạnh như vậy trời. Rồi nè Lucky, xin lỗi mày nha. Tại này tao không biết là sức mạnh của cây cung này nó vậy. Rồi, tới đây ngồi nè. À thôi cho nó ngồi cho nó ngồi góc này mọi người. Tại vì gần chỗ đây mình hay test á, sợ bị cháy. À nhiều bạn xin cái ship thế giới mình hả? À ship thế giới mình không cho được, tại vì đây là thế giới test của mình. Lê. Đây là hòn đảo test của mình. Khi nào mình hết sử dụng thì mình để cho bạn. Rồi chúng ta đến với cây cung tiếp theo. Cây cung tiếp theo có tên là cây cung sấm chớp và được chế tạo bằng bột đá phát sáng mọi người ạ. Mình biết tại sao dùng bột đá phát sáng để chế tạo cây cung Thunder này đó mọi người. Ôi, cầm cây cung này các bạn sẽ được sức mạnh gì? Đó là sức mạnh của The Flash. Sức mạnh chạy nhanh cùng với lại là kháng cự 3, có nghĩa là đánh vô mình sẽ bị giảm sát thương đó mọi người, có kháng cự mà. Và đúng với tên gọi của nó thì khi mình bắn ra thì nó sẽ xuất hiện sấm sét. Sấm sét này là sấm sét thật nha, chứ không phải sấm sét giả đâu. Đây, test cho mọi người xem. Ê, chết veo con heo luôn. Mình bắn ở ngoài đi cho nó dính sấm sét vào con heo cho nó biết thành Pitlin này mọi người. Đó, thấy chưa? Và mình sẽ đung. Ồ quá mạnh luôn. Trời ơi, gây ra lửa nữa, cháy rừng. Dập mau. Rồi, các bạn thấy lợi hại không? Đây là cây cung sấm sét. Trời ơi, cầm cây cung này đi phiêu lưu hết về đúng không? Cây cung tiếp theo có tên là cây cung mẹ thiên nhiên. Được thôi. Các bạn có thể gọi nó là cây cung trái đất hoặc là cây cung khối đất. Đấy. Khối cỏ thì các bạn tìm ở đâu? Mấy con Enderman á thường là nó hay lấy khối cỏ lắm, các bạn có thể giết nó để mà có cơ hội lấy khối cỏ, hoặc là các bạn có thể dùng đồ mềm mại để mà lấy khối cỏ cũng là một cách. Rồi, đây mình sẽ chế tạo cây cung đất, trái đất. Đây, khi các bạn cầm cây cung này các bạn sẽ bị giảm tốc độ, khác với cây cung Thunder này đúng không? Và các bạn sẽ được hiệu ứng là may mắn xung quanh này, đi đào kim cương cho nó dễ có kim cương. Đùa thôi, nó có liên quan gì đâu. Và đất nó gọi là nó phát xung quanh mình rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Nó bay tùm lum tới bẹ luôn này. Và các bạn sẽ được kháng cự 7, có nghĩa là con vật nào đánh vô các bạn á thì nó sẽ gọi là, đây mình sẽ test mọi người xem luôn. Chứ mình nói không biết như sao nữa. Rồi, đây nha mọi người, mình sẽ spawn một con khô tàn ra.
và cầm cái cung trên tay để xem tấn công mình này. Đó, nhìn này, nó tấn công mình nãy giờ mà không mất một máu luôn nha. Đùa, mình bất tử mọi người, mình là mẹ thiên nhiên. Rồi, cái cung này khi bắn nó có khả năng gì các bạn? À, thì khi bắn chúng ta sẽ gọi là làm cho con mớp bị dính đất. Đó, dính đất có nghĩa là bị kẹt chỗ đó luôn, nó không di chuyển được. Đó, các bạn thấy không, đất nó xuất hiện lên này. Mình là mẹ thiên nhiên mà, mình có thể triệu hồi được đất mà. Đó, miễn sao là hành tinh này còn xanh tươi thì mình vẫn còn khả năng bắn ra đất được. Và mình nghĩ là sát thương của cái cung này khá là yếu mọi người ạ. À, đấy, bắn nãy giờ mà mới chết một con mớp. Mình nghĩ đây là chỉ là cái cung hỗ trợ thôi mọi người, chứ bắn mình cảm giác không mạnh lắm. Các bạn thấy sao? Ờ, cung này tuyệt vời không? Cung này để hỗ trợ thôi, tại vì nó có sự bất tử mà. Đấy, các bạn cầm bên tay này thì nó vẫn còn đi chậm mọi người ạ. À, nhưng mà nó hết đi chậm rồi. Đúng rồi. Nói chung các bạn cầm bên tay này thôi nha, cầm bên tay trái là nó sẽ không hoạt động đấy. Rồi, chúng ta đến với cái cung tiếp theo. Tiếp theo là cái cung lông gà, nhẹ nhàng như lông vũ. À, cái cung này thì nó sẽ ban cho ta sức mạnh gì? À nhầm rồi mọi người, chế tạo như này chứ. Sorry. Rồi, cái cung Airbow. Đó, chạy rất là nhanh mọi người ạ. Tốc độ 6 nha. Đấy, chạy gần bằng The Flash rồi đó. Nhanh hơn cây cung Thunder hồi nãy nha mọi người. Đấy, chạy rất là nhanh luôn. Và nó còn có khả năng nhảy cao cũng như là rơi chậm, rơi nhẹ nhàng như lông vũ. Đó, vậy không? Chúng ta chỉ cần sử dụng 3 lông gà và 3 sợi chỉ thôi, chúng ta đã có thể chế tạo được cái cung cực mạnh này rồi. Và nó có chức năng đặc biệt gì? Thì khi mình bắn vào con mớp á, thì nó sẽ làm cho con mớp văng lên, nói chung là bay nhẹ nhàng lên trời và rơi xuống. Đây, bật ảnh rồi tưng. Đấy, một lần rơi của nó thì các bạn biết sát thương của nó đúng không? Đấy, rơi trên cao như vậy xuống chắc là đau lắm luôn ấy. Anh ơi, tại em đau đít anh ơi. À, cho mày đi luôn này con. Rồi, đây chính là cây cung lông vũ và các bạn thấy hiệu ứng của nó không? Ui, như là thần tiên vậy. Tiếp theo là cây cung băng dạ. Cái cung này khá là giống cây cung đất hồi nãy mọi người, nhưng mà khi các bạn bắn ra mà nó đóng băng á thì nó sẽ bị dính sát thương. À, hồi nãy cái cung đất thì nó không dính sát thương mọi người, nhưng mà nó sẽ làm đông cứng, nói chung là bám chặt con mớp đó mọi người. À, và cái cung này có hiệu ứng gì? Khi cầm trên tay thì để băng nó phọc ra nhiều không, và các bạn sẽ được nhảy cao cùng với lại một ít tốc độ. Đấy, nhảy cao thì không cao lắm đâu, cao một lóc thôi. Tốc độ thì cũng không nhanh lắm, không nhanh bằng tốc độ hồi nãy của cái cung long vũ đó. Và mình sẽ test với lại một con mớp cho bạn xem. Đây là con heo. Mình sẽ dùng cái cung băng này bắn của con heo đóng băng. Đó, các bạn nhìn này, nó gây sát thương khi mà đóng băng con heo ở bên phía trong nha. Đó, nó giữ chặt con mớp và nó sẽ đóng băng con mớp, làm cho con mớp lạnh đến chết. Ờ, đây chính là cây cung băng giả. Và khi mình bắn mình lại thì không biết có dính hay không. Ơ, vậy không bị các bạn à. Mình là người sử dụng cung, mình sẽ không bị dính băng bởi cây cung này. Rồi, đó chính là cây cung băng nha mọi người. Tiếp theo là cây cung phẩm màu, cây cung ánh sáng. Khi bắn cây cung này vào con mớp thì con mớp nó sẽ phát sáng nha mọi người, rất là có lợi cho việc bắn vào ban đêm. Đây, và nó còn có thêm tốc độ cùng với lại sức mạnh 2 nha mọi người, thì bắn nó sẽ mạnh hơn ấy. Rồi, thì mình sẽ test cho mọi người xem. Đây, khi bắn vào ban đêm nó mới có lợi nha. Đó, nó sẽ gọi là dính vào con mớp và nó sẽ phát sáng. Ủa, hình như là mình phải bắn vào buổi tối nó mới phát sáng đâu mọi người. Đấy các bạn thấy không, nó phát sáng ra thì ta sẽ dễ thấy hơn. Đây, mình sẽ bắn lại cho mọi người xem. 1 phát, 2 phát, 3 phát. Ui, 3 phát là con mớp nó đi rồi mọi người ạ. Thì rất là mạnh luôn. Thì cái cung này có lợi vào ban đêm nha mọi người. Rồi, chúng ta đến với cây cung tiếp theo. Ok, cây cung tiếp theo có tên là cây cung đen thù lùi. Hồi nãy là làm bằng bột nhuộm trắng rồi, đây là chúng ta làm bằng bột nhuộm đen nha mọi người. Cây cung này có tên là cây cung bóng tối. Nó có tốc độ thôi chứ nó không có cộng thêm gì cho mình nữa. Và cái cung này có khả năng đặc biệt gì? Khi mình bắn vào con mớp ở xung quanh á thì tụi nó sẽ gọi là đội cái đầu đen lên. Đấy, tụi nó sẽ bị bao trùm bởi bóng tối. Đó, các bạn nhìn này, mình cũng biến thành bóng tối luôn này. Ồ, đây. Đó các bạn nhìn này, mình tàng hình này, mình biến thành bóng tối, mình tàng hình này, khá là lợi cho việc bắn xong trốn. Đây các bạn xem nha. Mình bắn hụt xong nó không thấy mình nè. U, quá dịch chuyển nha. Đấy, nó không thấy mình nè mọi người. Mình bị tàn hình vài giây á. Hình như nó cũng có dịch chuyển đó mọi người ơi. Để mình bắn nó dịch chuyển mình nè. Đó. Khá là lợi. Ơi, mày đã bị bao trùm bởi bóng tối con quỷ. Mình cũng vậy luôn. Ơi, lời được khối than nè mọi người, lấy than về nung. Cái cung xịn sò, cái cung để farm than. Đó, mình lại bị đội mình tàn hình full này.
Cái cung khá là xịn mọi người, và rất là dễ chế tạo luôn. Bột đen thì các bạn tìm ở đâu? Của mấy con quỷ mật dưới đây nè. Đó, lấy lên chế tạo cây cung bố tối khá là xịn. Đã bị tàn hình, không ai thấy mình cả. Rồi, chúng ta đến với cây cung tiếp theo. Ok, cây cung tiếp theo cũng chỉ là cây cung cuối cùng nha mọi người. Thì cây cung này các bạn không cần phải ráp tin đâu. Chỉ cần các bạn có full những cây cung như vậy. Đó, các bạn quăng ra một lúc thì nó sẽ chịu hồi được một cây cung sức mạnh đặc biệt. Đó, mình sẽ quăng ra hết này. Đó, cây cung tùm lum tới bẹ. Cây cung này có tên là Elemental Bow. Rồi, Elemental Bow nha. Khi cầm cây cung này các bạn sẽ được tất cả các sức mạnh của cây cung hồi nãy, như là kháng lửa 6, kháng cự 6, sức mạnh 6, tốc độ 3, nhảy cao. Rồi, rồi chậm thì không có mọi người ạ. Và khi bắn cây cung này các bạn sẽ được gì? Mình sẽ lấy mô tơ nè. Mình sẽ được bùm, cây cung phá hủy thế giới các bạn ạ. Đó, và hiệu ứng các bạn nhìn này, nó sẽ cộng lại tất cả cái hiệu ứng của mấy cây cung hồi nãy luôn. Và bùm, bùm, bùm. Rồi, tất cả các con mớp phải phục tùng các bạn, tại vì các bạn đã quá mạnh rồi. Đây, mình sẽ spawn ra mấy con zombie tới đây. Lại đây. Ui, nó mạnh đi hết nói luôn. Một phát chết cả đống zombie. Cái cung này không thể nào có vũ khí nào đánh bại được rồi mọi người ạ. Ok, các bạn thấy database về cung này như thế nào? Còn không máu cài vào để chơi đi. Đấy, rất là mạnh luôn. Hui. Có khi nào nổ chết mình không ta? À không thôi. Không sao, mình có kháng cự rồi mọi người à. Mình có kháng cự 6 lần. Đúng lúc đi. Hui. Ui, cái đảo của mình không. Đảo đâu để review nữa trời. Trời ngu rồi. Test đâu không test, test ngay cái đảo của mình. Chơi lốt trớn rồi mọi người à. Không sao, rồi sao mình sẽ xây lại đảo cho mọi người. Hơi chơi ngu thật sự. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi database ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thú vị đừng quên để lại cho mình một like, cũng như là comment phía dưới là fangat để mình thả tim nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Link database thì mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Anh hùng trong